Ở gần Chesky Brod, có trường hợp trẻ em đặt đá trên một đường ray dài 15 mét. Vào thời điểm đó, ông Peter Balada đang lái một chuyến tàu quốc tế chở gần 500 hành khách. Với kinh nghiệm lái tàu, ông Balada đã lường trước điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là tàu bị chật bánh. Cuối cùng, đoàn tàu đã được phanh lại. Giao thông phải tạm dừng trong 2 giờ đồng hồ, thiệt hại ước tính lên đến 10 triệu kron. Một đoàn tàu chở khách khác ở Mnyarovice, Nadhono thuộc Prerovsko cũng vấp phải đá trên đường ray. Vào thời điểm đó, đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 60 km/h và không bị chật bánh nhờ phản ứng nhanh của người lái tàu. Cảnh sát đang điều tra vụ việc như một hành vi bất hợp pháp, được coi là phạm tội đe dọa công cộng và đang tìm kiếm nhân chứng trong vụ việc. Trong năm nay, cảnh sát đã phải xử lý đá trên đường ray 2 lần trên tuyến giữa Harares Kralove và Pardubice. Lần gần đây nhất là vào tháng 4, hai chuyến tàu chở khách qua nơi này với tốc độ khoảng 100 km/h. May mắn không có thương tích trong vụ việc. Trong trường hợp tốt, bánh xe sẽ nghiền nát đá và đi tiếp, còn trong trường hợp xấu có thể xảy ra chật bánh. Theo Cục Đường sắt, thủ phạm thường là thanh niên lấy cảm hứng từ mạng xã hội. Họ không nhận ra rằng việc vào đường ray là bị cấm và nguy hiểm. Đồng thời, việc đặt một số vật thể trên đường ray có thể gây ra tình huống nguy hiểm, thiệt hại lớn hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người khác cũng như chính mình. Mỗi năm, Cục Đường sắt ghi nhận hàng trăm trường hợp tàu va chạm với người trên đường ray. Phần lớn các vụ việc đều kết thúc bi thảm.